Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Màu TV. Thì là đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc như các bạn. Thì hôm nay mình qua nhà của bà chị và thăm thằng cuốn. Và nãy giờ mình cũng cho nó ăn uống xong các bạn. Thì cho mẹ thì ăn cơm trộn, còn mấy đứa nhỏ thì mình cho nó uống sữa. Thì mình cũng có mua bịch sữa mình ngày một cử mình cho nó uống một bịch. Thì sáng bịch chiều bịch. Nói chung nó uống đàn chó con nó uống cũng không hết bịch các bạn, thì còn nhiều chó mẹ hưởng hết đó. Thì bây giờ bữa nay mình qua nhà bà chị mà bà chị đóng cửa, mấy đứa cháu đi ráo rồi nên mình làm liều mình bắt cóc đàn chó con bỏ vô cái gì đó mình đem qua nhà mình các bạn để cho bé mật chơi đùa. Thì bây giờ mình quay ống kính lại các bạn. Nó mới uống còn sữa tứ một tôm nữa các bạn. Thì mấy cái thao này mới uống sữa là cho uống nước nè. Mà nó dí mẹ nó kìa. Tiếu. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cái lồng các bạn. Cái lồng này tụi nó tối hay ngủ nè. Bà chị mình bỏ tụi nó vô đây nè. Là mình bỏ vô. Rồi ở nhà giữ nhà đi. Cha bắt mấy đứa này qua bên đây chơi. Cho tụi nó chơi một chút nha. Trời. Ôi cong cái lồng luôn các bạn. Nó dùng hai tay mới được. Thôi giờ tắt máy chút các bạn. Quá. Móc vô mấy cái này. Đau tay. Cái ngón tay mình bự hơn cái này các bạn, chọt vô không được luôn. Rồi ra đây. Xin chào các con về nhà của cha. Chờ một chút thôi chứ để bà chị bà về cái là chết. Bà chửi mình đó. Rồi qua đây. Các bạn biết sao mà bé này ra trước không nè. Các bạn nhìn nè. Đó, nó có móng đeo nha các bạn. Nè có móng đeo. Móng đeo mà đuôi ngắn nè chứ. À, còn mấy đứa kia hoàng không biết đường ra nè. Người ta ra tới nãy giờ tôi đi ngủ luôn à. Ra đây. Nè, đứa thứ hai nè. Đó. Này còn cái ông đó đi vòng vòng nè. Nè ra đây. Đường này nè. Đường này ra đây. Ra đây con. Trời ơi. Ứ vậy. Tự nhiên có một bầy quá trời đã luôn. Có một bầy con quá đã luôn các bạn ơi. Rồi để qua bên đây. Lạ lắm rồi. Để mình kiếm bé mật. Hồi nãy bé mật vừa về cái tự nhiên cái phóng chạy mất tiêu, sợ các bạn. Tự nhiên có ở đâu mà thằng Hà luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, bán mật đây các bạn ơi. Ừ, mấy em kìa thấy không? Đó. Đây, đây là lạc chơi với mấy em. Ừ. Bé mặt sợ kỳ ai kỳ á, rồi em có liếm chừng liếm tay chết mày nhỏ ra. Cưng lắm á. Ừ. Đó bé tiếu không chết là bé mặt nhọt rồi. Mấy mặt liếc mình các bạn ơi. Ở trời ơi, ông này ông đem ở đâu mà về hà đây. Mấy mốt chắc nghe ông bỏ tôi. Ông lo mấy đứa con nít này quá. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ở đâu mà hằng hà đây. Đấy. Rồi sao tôi chắc được hết cân rồi. Mấy Nhật bé mật nó tương giò. Bé nhột. Bé mật nó sợ kỹ ta. Bé mật sợ các bạn ơi. Ừ. Ơi rung. 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 Không có rung. Ừ. Em Hà là có ở đâu luôn. Ê, chơi vui con. Ừ. Đó, bé cưng Hà nè. Bé cưng đi nhúc nhích nè, chút chít đó. Ừ. Ừ. Để chậm chút chít về chơi con đó, mỗi lần cha ra ngoài đường là cha đi qua bên đây nè. Qua bên mấy tụi này nè. Đúng không? Giận cha hay gì mặt buồn à? Cha đâu giận đâu, cha đâu có ấy, cha cưng con mà. Được chưa? thấy này cái nó ve lại các bạn, thấy là cái ve nè. Ve nè. Ừ. Ừ, giỏi. Rồi xuống đây con. Làm gì vậy? Cúm người xuống lại. Không. Rồi. Con mà cũng sợ tụi nó nữa hả? Ừ, nằm cái bên cha đây. Ừ. Ừ. Ừ, mấy đứa uống nước nè. Cha để nước Hà nè. Ừ. Cơm này mới cho bé mặt ăn, có cá nữa lựa cá hết, còn cơm để lại. Bé mặt sợ mấy đứa em, mấy này nó ở đâu mà nhỏ chiếc vậy, lại hung hít bé mặt. bé mặt tiếu. Mấy bé người ta tự nhiên, bé mặt chạy kìa, bé mặt chạy các bạn ơi. Giận cha hay gì à? Ừ. Cưng mà. Ồ, bé mặt ngoan. Nè, mấy em nè, qua nhà mình chơi kìa. Ờ, mấy em uống nước kìa. Con cũng uống nước luôn đi. Cha còn thao uống nước. Qua đi qua bờ bãi cho hai mẹ con nó ăn cái, quên lấy cái tô về, lát lại đặng lấy. Ừ. Mới uống sữa cái bát rồi giờ uống nước dữ rồi trời. Mấy mặt sợ mấy đứa nít này kỳ kỳ các bạn ơi.
Công nhận cho bữa nay nắng nóng thiệt, bởi vì mấy chú chó phải uống nước giải nhiệt các bạn. Uống nước xả nóng mới được. Thì hôm nay trời nóng quá nên với bữa nay buổi chủ nhật nên bà chị với mấy đứa cháu đi mất tiêu hết rồi nên mình mạo muội mình ôm mấy bé này qua cho mình nhà mình chơi các bạn, để cho tụi nó biết. Cưng hơn. Cưng hơn. Cưng hơn, cưng hơn, cưng, 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 cưng. Đứa nào cũng cưng thôi các bạn. Đứa này cũng cưng nữa mà. Mấy cái muỗng chén một lá biết tay cha. Cha ẩm con qua đây để cha lấy cái chai cha sạch đó. Sạch xong là để coi cho con chạy lung tung tung cho nó có rớt ra không. Như bữa nay mình bấm ngón tay từ đứa nữa các bạn. Thôi bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây các bạn. Thôi xin chào các bạn và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì hôm nay mình ẵm đàn cún con mới đẻ qua nhà mình chơi một chút rồi mình ẵm nó về các bạn. Thôi xin chào.